thì luôn luôn đồng hành với những hoạt động vì lợi ích của cộng đồng. Và ngày hôm nay là những số ấn tượng đẹp trong khoảnh khắc thiêng liêng đón giao thừa. Một lần nữa, hãy cùng bên nhau chúc mừng năm mới, chúc mừng sự lớn mạnh của tập đoàn Hanaka và một tràng pháo tay của quý vị nhé. Quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bên nhau chúc mừng năm mới trong những ấn tượng nghệ thuật của các ca nghệ sĩ mà chúng ta đều yêu mến. Và bây giờ, theo yêu cầu của quý vị, chúng ta sẽ thưởng thức tác phẩm Chuyện tình Lan và Điệp, tác giả Đinh Tiến Dũng, tức là giáo sư Xoay, đạo diễn Lê Hùng với sự góp mặt của nghệ sĩ tài hoa ngôi sao sân khấu Thanh Thanh Hiền, và đặc biệt giới thiệu với quý vị phần biểu diễn của một người nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam đã được Hoa Kỳ vinh danh, tôn vinh, trao tặng giải thưởng San Francisco về những công lao gìn giữ, sưu tầm, nghiên cứu, thể nghiệm và phát triển nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Danh hài số 1, Xuân Hinh và Chuyện tình Lan và Điệp. Ôi giời ơi, đi tu là phải nhẫn nhẹ, phải nhẫn, mà phải ăn chay. Thú được với các bác là em ăn chay thì mẹ tự dưng người cứ nị đi nhá, trên bảo dưới không nghe. Lúc leo núi cứ lợn vởn ở dưới chân mà không lên được cái đỉnh, cái nhục thế này đang lúc cân qua cái đòn cách giữa đường giữa chợ thôi, mà cái máu em mới không nhẫn được, cứ lồng lộn thì cứ thấy thế nào là hơn mình, em cứ lồng lộn như con chó điên chó dại, thế mới giải chứ. Sao thì xấu tính thế nhỉ? Đây. Hôm nọ là có mấy cái bà khiếm thị nên cứ phải cõng vào đấy, không đi được. Đấy, cõng ba bà liền một lúc. Mệt thế đấy chứ gì? Khổ cái số khổ. Thế giờ em xin phép các bác để em vào chắp tác với nhà chùa, xong em lại ra vậy, có được không ạ? Em ra xong em lại ra. Mà thì em chắp tác rồi, đấu nương mệt quá.
yêu vô vàn. Nguyện thề non nước sẽ không hề lìa ta. Chuông đồ chùa xa chiều tan trường về, điệp cùng lan chung bước. Cuối heo đường đi đôi bóng hẹn mùa thi, lan khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau lan khẽ con nhà nào nó vừa bấm chuông không? Chưa hả? Vừa bấm hả? Thế nào bấm không? A-di-đà-phật. Dạ bạch nhà chùa, là con bấm đấy ạ. Mô Phật. Bấm cái gì hả? Thế giống như trẻ con thế, cứ bấm. Xách cái thùng lốc cô gào dội vào đầu gái này cho hết. Bấm cái gì? Bà đi vào cổng chùa. Cái gì? A-di-đà-phật. Xin nhà chùa thứ lỗi. Bởi vì con vô tình con sờ thấy cái núm chuông nó lồi ra thì con phải bấm. Sợ. Bây giờ nó lồi như thế mà không bấm thì ai để đập cửa ông Nguyễn nhà chùa thì ai chấp nhận được. Sợ. Cứ cái ngón tay có cái gì lồi ra là ấn. Có cái gì lồi ra là sợ. Suốt ngày sợ mới sợ soạn. Và vớ vẩn cứ khi bấm này căn chỉnh vào giữa mà ấn hả? Cứ nó thế này ấn thế là nhà ta chuông xịn thì hóa ra chuông Trung Quốc. A Di Đà Phật. Bạch nhà chùa, cũng tại cái ngôi chùa này gắn với con nhiều kỷ niệm lắm ạ. Chùa này nhiều kỷ niệm lắm, bao nhiêu đến đây đều có kỷ niệm không? Con nó khác cơ, đặc biệt lắm. Cách đây 30 năm rồi, không biết lúc ấy nhà chùa có ở đây không. Thế chả ở đây đi đâu? Ô thế đâu? À, thế là nhà chùa có biết đâu, có nhớ không? Nhớ gì? Ngày đấy nhá, cây dây chuông ấy là không phải là chuông điện. Là chuông dây. Mà là chuông dây. Đúng rồi. Thế mà chính con thế này. Làm sao? Con đã có lần con cần kéo con cắt đứt dây chuông đến phần một phát luôn. Cắt đứt dây chuông? Luôn. Bởi con không muốn nhìn thấy cái người đã phụ dãy tình con. Con không còn muốn sống trong cảnh trần ai hô nữa. Kìa, có phải bà là ngày xưa không? Hả? Em lên đây. Lan lên này, thế còn ông? Ông là? Là điệp của Lan ngày xưa đây. Ôi trời ơi. Nhiều năm tu hành, tưởng tình đã
chết. Bao năm trôi qua tưởng mình đã quên, giờ tuy hơi nhăn, người thì hơi bé. Chồng em hôm nay đã già mất rồi. Dũng à, cái gì cũng Dũng. Vâng. Dù lâu không gặp mà lòng vẫn nhớ. Chôn cũ đâu ngờ cơ duyên lại gặp được anh. Hôm nay qua đây tìm về chôn cũ, chôn cũ đâu ngờ cơ duyên lại gặp được nhau. Mày đi à tao à? Ôi nó. Trời ơi mẹ, mình nó định triệt bộ ấm chén. Ấm tình cũ không rủ mà nó cũng đến. Các bác à, các bác ở Sơn nó đè cả vào mông và mồm em tí chết. Tôi sao bây giờ dễ ngã đi. Dễ ngã đi nhỉ? Bà lão này. Hả? Sao mày ru tôi? Ai ru đâu? Trời ơi, thế mẹ giờ già biết cao tự đứng run run xong rồi nó ngã thì để ai ru? Xương thế này này không biết còn vì gì ấy, bếp bố nó vì rồi, vì rồi. Cái gì đây? Đâu rồi? Cái gì đây? Sợ cái gì đây? Gậy đâu? Gậy nào? Cái gậy trống của tôi chứ cái gậy nào? Gậy vừa trống xong. Gậy trống xong thì cứ sờ chân. Thế cái gậy đâu? Tìm cho tôi cái. Mày gậy gậy. Mình cứ sợ chân, lắm. Sợ mẹ người ta sợ gậy. Gậy đây. Trời, tâm mẹ. Lý thế chứ này. Người ta đã mắt kém rồi lại còn có cái gậy được không tìm cho người ta. Đứng lại, đứng lại. Cô vô vào vô vẩn về lo cái ma mất bố hơn trăm. Cái gì không? Biết thế. Cái nhà mới tìm được nhau đấy cơm. Sao nó vui mừng không chết nhỉ? Vui quá cơ. Điệp ơi. Em bảo này. Kể từ cái ngày em cắt đứt dây chuông ấy, này nói thật chứ, không đêm nào là em không rơi lệ vì nhớ anh. Đây cũng không đêm nào ngủ được. Đấy, thế cho nên là mấy chục năm em không ở cái chùa nào cố định được. Thế à? Cứ nơi nào, chùa nào nghe tin có người tên Điệp là em tìm đến luôn. Thế bà tìm được bao nhiêu thằng tên là Điệp rồi? Ôi, nhiều Điệp lắm kìa bà. Bao thằng cả đấy, đấy. Lê Điệp này. Lê Điệp. Phạm Điệp. Tốt. Nguyễn Điệp này. Một xe rồi. Phan Điệp này. Phan Điệp này. Vũ Điệp này. Thôi mẹ đi. Điệp Bích Điệp này. Điệp thôi. Ô Điệp này. Thôi mẹ đi. Chả có thằng nào gọi nhà tôi cả. Toàn phát mãn đâu. Ôi từ từ từ. Tôi có mà có bản đâu cả. Chả có thằng nào gọi nhà tôi. Khổ lắm. Tôi vẫn còn đang tìm. Tôi mới tìm được có 40 thằng. Ngang tài ngang sức nhỉ. Ngang sức. Ngang sức mi Alibaba và 40 thằng cướp. Thôi đi. Ông đừng có mỉa mai tôi thế. Nói thật nhá. Hôm nay không tìm thấy ông ở chùa này là tôi còn đi tìm tiếp đấy. Đi đến cái địa điểm 101 đấy. 101 cái gì? 101 con chó đốm ấy. Mà tìm sao thế? Cũng không bao giờ mà tìm thấy tôi nhá. Đi truyền đời bà kiếp cho mày biết. Không bao giờ mà tìm thấy tôi. Sao không tìm thấy là vì tôi đã đổi tên rồi. Ô, đâu đổi rồi à? Đổi rồi. Bây giờ không tên là Điệp nữa à? Không tên. Thế bây giờ tên là gì? Diệp, Nguyễn Văn Diệp. Diệp mẹ. Diệp là cái gì? Diệp là cái lá màu xanh. Lá màu xanh nó tràn đầy hy vọng và chờ đợi. Ôi trời ơi, hôm nay mới lại gặp mấy người. Áo tắm. Này, thôi, đừng có đổi tên đấy nhá. Cái tên Điệp hay thế. Anh hãy cứ là anh, là cái anh Điệp mà em yêu ngày xưa nhá. Ôi thế à? Ôi đi Lan à? Lan vẫn không quên được cái ngày đó mà cái mũi kéo nó cắt cái dây chuông nó như là cái mũi dao nó đâm thẳng vào trái tim tôi Lan à. Cho dù anh có quên tình mà quên.
nhà. Bây giờ ai cởi quần ở đây rồi? Tôi lão lừa rồi. Lừa gì? Mấy chục năm nay tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi là Lan ở trong trái tim ông thôi. Ghen rồi. Sao bây giờ rắm Lan thế? Hát một câu là Lan, hát hai câu là Lan, hát ba câu là Lan, Lan thế. Cô Lan nào? Này, cứ đừng nghiến răng, nó nghiến răng trông kinh lắm, trông khiếp lắm. Thơm qua một phát cho chị cũng mà. Ta có cái hương này, ta đây ta cho mà xoay này, trông cái mặt trông khiếp lắm. Này, nghe đây này. Trong chùa có những 10 cây hoa lan. Sao? Lan rụng nhiều. Chiều nào tôi cũng phải quét lá lan. Cha cái sư bồ nhà Lan. Sao lan rụng lắm thế? Thế là chả nhẽ ta lại chặt cái sống rồng cái chết. Thế là vô cùng tôi lại nhớ đến Lan. Lan là 10 cây hoa lan. Về cây lan hả? Ừ. Đấy tài còn thiết không kém đấy. Tôi nghe theo thành con lan đấy. Này con lan là không được thì tôi đâu đấy nhá. Ừ. Bạn ý những cái con là... Con sò. Này ra đây em bảo. Mở gì đây? Thế... Cái con người ngày xưa của anh đâu rồi? Đấy, con người ngày xưa đấy. Không, ớ. Gấm cái người học trò nghèo mà tôi yêu ấy cơ. Đấy. Thế bây giờ khác thế. Khác gì? Anh nói thì như rồi đục chấm bằng tay. Chọc vào tay người ta. Có xấu đi, sao có tâm hồn vẫn thế? Không, quên hết rồi. Quên gì? Tôi hỏi chạy với tụng kinh mà lòng còn vương giấc mơ. Anh mơ đến một mai sẽ thấy lại người nắng đó, sẽ nối lại tình nghĩa xưa, rồi mơ vẫn là mơ, rồi mơ vẫn là mơ. Làm gì có chỗ cho chữ yêu đương được chứ. Ừ. Bây giờ tôi bảo ông này này. Bảo thế nào? Có thật sự muốn về với nhau không? Có chứ. Đi vào xin với sư thầy. Ừ. Nhá. Ừ. Xin sư thầy đi về quê. Bọn mình sống với nhau những ngày cuối đời, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, hạnh phúc. Nhưng mà không được rồi. Sao? Tôi ở chùa này quen rồi. Từ cái cây ngọn cỏ đến con chó, con mèo nó đã dâu quen nơi ấm rồi. Tôi không bỏ đi được. Ô, thế bây giờ không chơi với người mà toàn chơi với cây cỏ chó mèo thôi à? Thế tôi thì ông bỏ cho ai? Mấy chục năm tôi đi tìm ông, trong ông lại chờ tôi. Thế bây giờ gặp lại nhau rồi, ông ơi lại chia lìa nữa hay sao? Đúng rồi, tình chỉ đẹp khi còn răng dở, đời mất vui khi đã vẹn, câu thề có phải không bác? Tôi cũng đi biến đây, biến đây tôi đi giả xe cho khách. Còn cứ còn làm biến đây.
Tình chỉ đẹp khi còn sắc dở, đời bất vui khi đã vẹn. Cô này, cứ biến đây. Tôi đi đảo xe cho khách, chống cái xe cho khách ơi. Cô kia đuổi người ta. Ai đuổi, ai đuổi? Ôi đuổi tôi đây. Cô thì chết rồi, cô chết rồi, cô chết rồi, bác ơi. Em lẫn rồi, cô kéo là hâm rồi, trông xe mà mấy chục năm bảo chết là lan. Ở đây mà một giây nữa thôi. Một phút nữa thôi. Một phút, một giây. Ở bên đây một phút nữa thôi. Còn gần em một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là hai giây rồi, một giây nữa thôi là ba giây rồi. Em ơi bao giờ mới được không còn chọc cho loại hai con mắt ra. Đấy nghe, tao biết tao phải làm gì rồi. Cái loại đâu mà cái loại gì rồi. Thế chứ. Đấy bà con xem, lão xa em mấy chục năm, bây giờ gặp lại lão ước hẳn là ở gần em những 10 giây. Đấy, ước thế là có phí cái ước của người ta không? Đại điểm. Thôi thật nhé, lúc nào đi tìm ông tôi cũng chỉ hát một câu thế này, để ông biết là tôi đi tìm mà quay về. Tôi hát thế này này: thương nhau tình thắm môi à nghĩa ngâm. Nghe câu hát em đi đi đi.